Chị Hoàng Thị Thu Hồng có gửi thư tới Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân như sau: Kính thưa bác, cháu là Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cháu có một số câu hỏi mong bác giải đáp giúp cháu rõ thông, cháu xin cảm ơn. Câu hỏi 1: Xin bác giải thích ý nghĩa ba chữ Thiền tông sư. Bác nhân trả lời. Thiền tông sư có hai phần ý nghĩa. Một là thầy có trách nhiệm ngồi giải đáp pháp môn thiền tông học này, dù khó đến đâu cũng giải đáp được. Gọi là thiền tông sư giải đáp. Mà giải đáp bằng sự hiểu biết của người văn minh khoa học vật lý chứ không phải giải đáp của những người có kiến thức thời kỳ đồ đồng hay hiển linh. Hai là thiền tông sư này phải có hai bằng như sau một là bằng thiền tông sư nam hay thiền tông sư nữ hai là bằng truyền thừa bí kiếp thiền tông người nào có được hai bằng như vậy mới gọi là thiền tông sư thật câu hỏi hai trước đây bác nói trong thiền tông không cần thiền tông sư chỉ có thiền gia vậy tại sao sắp tới pháp môn thiền tông tại chùa Tân Diệu sẽ có thiền tông sư. Bác Nhân trả lời. Bác thường nói các câu như sau. Một, tu thiền tông phải hiểu bằng trí tuệ. Phải xem xét câu nói của người phổ biến thiền tông. Đừng vội tin liền. Hai, tu thiền tông đừng để ai lừa mình. Ba, Sắp tới, cháu phải theo dõi những câu hỏi phổ biến trên mạng thiền tông.com Thì cháu sẽ rõ Câu hỏi 3 Thiền tông không tu theo cách của các pháp môn vật lý Vậy tại sao lại cần thiết phải có thiền tông sư? Bác nhân trả lời Đức Phật dạy có 6 pháp môn tu 5 pháp môn dụng công tu hành Theo công thức khoa học vật lý phải có quyển giáo lý để người tu hiểu không hiểu phải có thầy dạy thầy nào dạy mà rõ thông của từng pháp môn gọi là thiền sư pháp môn một pháp môn không tu mà chỉ thực hành cũng phải có giáo lý để người tu hiểu không hiểu phải có thầy dạy thầy này gọi là thiền tông sư giải đáp nếu không có thiền tông sư giải đáp thì ai giải đáp pháp môn thiền tông học này vì vậy phải có thiền tông sư ngồi giải đáp cho người hỏi là vậy câu 4 vai trò của thiền tông sư trong giai đoạn phát triển để làm gì bác nhân trả lời vai trò của thiền tông sư trong giai đoạn phát triển để làm các việc như sau một khi pháp môn thiền tông học được công bố ra rồi thì người công bố đã lớn tuổi phải chết theo quy luật sanh lão bệnh tử vì vậy phải có người kế thừa người kế thừa đó là ai là người được truyền thừa bí kiếp thiền tông để có căn bản nối tiếp dòng thiền tông người này gọi là gì là thiền tông sư đó vì vậy pháp môn thiền tông học này phải có thiền tông sư nối dòng thiền tông nối dòng thiền tông nên phải có bằng thiền tông sư là vậy thiền tông sư này phải là người có kiến thức phát triển tức có kiến thức khoa học vật lý họ mới nối tiếp được còn người có kiến thức thời kỳ đồ đồng hay hiển linh thì không thể nối tiếp dòng thiền tông pháp môn thiền tổng hợp này là tinh hoa của đạo Phật đó người trí thức khoa học vật lý họ biết đạo Phật có tinh hoa nhưng họ không biết là ở pháp môn nào của đạo Phật còn các chị tu theo đạo Phật hiện nay không ai biết tinh hoa đạo Phật là gì là vì họ có kiến chấp quá to nên không có vị nào chấp nhận là vậy câu hỏi năm một người sau khi được phong thiền tông sư phải sống như thế nào cho đúng với quy luật vật lý thế gian và đúng với quy tắc của thiền tông bác nhân trả lời cách sống của một thiền tông sư như sau có gia đình phải lo cho gia đình có tổ quốc phải lo cho tổ quốc sống bằng nghề gì thì cứ sống bằng nghề đó đói ăn mệt ngủ Thiền thông sư phải biết được chính phần một Biết được lộ trình tánh Phật từ Phật giới vào trái đất 2. Biết được tổ chức các loài vô hình 3. Biết được ban nghi lễ thần thánh tiên Tổ chức tiếp đón các tánh Phật vào trái đất Vào gia đình xin làm con của cha mẹ Mượn thân và tánh người tạo công đức. 4. Biết được vị thần chủ trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức phải làm sao? 5. Biết được vị địa mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức bằng cách nào? 6. Biết được vị thánh chủ trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức bằng phương pháp gì? 7. Biết được vị thánh mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức như thế nào? 8. Biết được vị tiên chủ trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức làm sao tạo được? 9. Biết được vị tiên mẫu trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh người tạo công đức rất kỹ vân vân đặc biệt khi mang danh là thiền tông sư biết được thêm 15 phần nữa gồm một biết được ngọc hoàng là ai có liên quan gì giữa các đạo ở trái đất này không hai biết được thượng đế là ai có nhiệm vụ gì với các đạo ở trái đất này ba biết được đấng chí tôn là ai có nhiệm vụ gì ở trái đất này bốn biết được đấng bề trên là ai có nhiệm vụ gì ở trái đất này năm biết được đạo thần ai lập ra để làm gì sáu biết được đạo thánh ai lập ra để làm chi bảy biết được đạo tiên ai lập ra có mục đích gì 8. Biết được lịch trình đạo Phật được lập ra. 9. Biết được ai xin phép cho đạo Phật lập ra ở trái đất này. 10. Biết được ai bảo đảm cho đạo Phật dạy ở trái đất này. 11. Biết được vị nào cho phép đạo Phật được lập ra. 12. Biết được tại sao đạo Phật phải dạy đến sáu pháp môn tu. 13. Biết được tại sao các đạo lập ra ở trái đất này rất dễ. Duy nhất chỉ có đạo Phật lập ra là rất khó, mà phải có rất nhiều vị đồng ý và giúp đỡ. 14. Biết được tại sao đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam. 10 vị Phật chỉ có hai hay ba vị cho công bố ra được mà thôi. 15. Biết được đạo Phật khoa học vật lý Thiền tông Việt Nam cho công bố ra 90% các thầy tu theo đạo Phật chửi cho là đạo tà, đạo của ma vương, đạo của người bị bệnh tâm thần, hoang tưởng, vân vân. Câu hỏi 6: Điều khó khăn nhất khi trở thành một thiền tông sư là gì? Bác nhân trả lời: Điều khó khăn nhất khi trở thành một thiền tông sư có 6 phần như sau: Một, Không bỏ được cái tưởng của tánh người. 2. Không bỏ được kiến thức thời kỳ đồ đồng. 3. Không bỏ được chuyện linh thiêng. 4. Không bỏ được tánh nghi của mình. 5. Không bỏ được khiếp nhược và yếu hèn của mình 6. Không bỏ được cầu người chết Lại cục đá, sinh gốc cây, vân vân Cái khó khăn nhất của thiền tông sư là vậy đó Câu hỏi 7. Nhiệm vụ của thiền tông sư cơ bản là gì? Bác Nhân trả lời Nhiệm vụ của thiền tông sư cơ bản là phải làm những chuyện như sau một làm sao giúp cho nhiều người không mê tín? 2. Làm sao giúp cho nhiều người thấy bằng tánh Phật của chính mình? 3. Làm sao giúp cho nhiều người bỏ kiến thức thời kỳ đồ đồng? 4. Làm sao giúp cho nhiều người hiểu đạo Phật khoa học vật lý thiền tông này? Vân vân. Câu hỏi 8. Muốn được truyền bí kíp thiền tông có bắt buộc phải trở thành thiền tông sư? hoặc khi trở thành thiền tông sư thì mới được trao truyền bí kiếp thiền tông. Có sự ngoại lệ nào hay không? Câu hỏi này của cháu chưa hiểu truyền thừa bí kiếp thiền tông là gì, nên mới hỏi như vậy. Chớ thiền tông sư này có ba dạng. Một, tuyển người đứng ra giải đáp thiền tông để nối dòng thiền tông. Hai, Tuyển người đứng vào ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Để chùa Thiền Tông Tân Diệu có bộ mặt thiền tông rõ ràng để trình diện cho nhiều người biết, gọi là thiền tông sư hành Chánh hay kỹ thuật. 3. Tri ân những người có công trong sáng giúp pháp môn thiền tông, gọi là thiền tông sư danh dự. Câu hỏi 9, ngoài việc tuân thủ nội quy đối với thiền tông sư và ngoài sự hiểu biết mà bí kíp thiền tông trang bị cho Thì một thiền tông sư cần có thêm yếu tố nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình Bác Nhân trả lời Hoàn thành nhiệm vụ chỉ có Một là thiền tông sư giải đáp Hai là thiền tông sư hành chính hay kỹ thuật Ba còn thiền tông sư danh dự không bắt buộc gì cả Tất cả thiền tông sư khi nhận bằng đều có kèm theo bằng truyền thừa bí kíp thiền tông. Câu hỏi 10, người nghe danh thiền tông sư mà ham muốn đạt được thì sẽ như thế nào? Bác nhân trả lời: Người nghe danh thiền tông sư mà ham muốn đạt được thì phải có 6 không. 1. Không phản thiền tông. 2. Không phá thiền tông. 3. Không chê thiền tông. 4. Không chửi thiền tông. 5. Không cướp thiền tông. 6. Không triệt tiêu thiền tông. Câu hỏi 11. Những người từ chối không muốn trở thành thiền tông sư thì sẽ như thế nào? Bác nhân trả lời. Những người từ chối không muốn trở thành thiền tông sư thì làm thinh, đừng nói gì hết thì ban quản trị không nói đến. Kể như không có chuyện gì. Câu hỏi 12: Đã từng có thiền gia quay lưng với Thiền Tông, vậy nếu sau này có những người được phong Thiền Tông sư cũng làm chuyện như vậy, nhân quả sẽ như thế nào? Bác nhân trả lời: Đã từng có thiền gia quay lưng với Thiền Tông. Vậy nếu sau này có những người được phong Thiền Tông sư cũng làm chuyện như vậy thì bị siêu nhân quả. Đây là quy luật nhân quả ở trái đất này. Câu hỏi 13. Nếu những người ăn cắp pháp môn thiền tông của chùa Tân Diệu và tự xưng là thiền tông sư, thì nhân quả sẽ như thế nào? So với khi họ còn là thiền gia mà cũng có hành vi như vậy, thì nhân quả giống hay khác nhau? Bác Nhân trả lời. Nếu những người ăn cắp pháp môn thiền tông của chùa Tân Diệu và tự xưng là thiền tông sư thì bị siêu nhân quả. Cháu phải biết, ở trái đất này có ba loại nhân quả. Thứ nhất là nhân quả ở gia đình hai họ tộc, trong vòng 100 năm là xong. Thứ hai là nhân quả của những người tu theo vật lý thì phải đi hai nơi. Một là làm qua báo, hai là vào địa ngục. Loại nhân quả thứ ba là vào hầm lửa lớn bị siêu nhân quả. Câu hỏi 14, một người sau khi bị lấy lại bằng thiền tông sư thì trở lại làm thiền gia hay Phật gia hay Phật tử hay là như thế nào? Bác nhân trả lời. Một người sau khi bị lấy lại bằng thiền tông sư thì trở lại làm thiền gia hay Phật gia hay Phật tử. Nếu không vi phạm nội quy thì cũng bình thường. Câu hỏi mười lăm. Ngoài bác ra sau này, ai là người đủ điều kiện phong thiền tông sư cho người khác? Con xin bác giải đáp giúp con. Con cảm ơn bác rất nhiều. Bác Nhân trả lời. Sau này, người đứng ra phong thiền tông sư cho người sau sẽ có cuộc họp đặc biệt chọn người thay bác. Câu hỏi mười sáu nếu bác phong thiền tông sư cho một ông A nào đó mà những thiền tông sư khác không ủng hộ, vậy bác có nên giữ ý định phong thiền tông sư cho ông A đó không? Bác nhân trả lời. Bác họp ban quản trị, làm theo ý ban quản trị, mỗi người một lá phiếu, theo số đông. Cảm ơn cháu đã đặt câu hỏi. Thiền gia, soạn giả, Nguyễn Nhân.